哇 biết mẹ giấu tiền ở đâu. Mẹ giấu tiền ở trong tủ giày ấy. Yeah. Anh Thái, tóm hết số tiền này đi mua bim bim cho em ăn nhanh lên. Thằng, có phải con vừa lấy tiền của mẹ mua bim bim đúng không? Đây, tao có 20.000, tao cho mày 10.000, còn 10.000 mày lỡ. Này, đây em bù tiền cho anh, 10.000, của anh đây nhá. An xin cũng có giá của an xin. Ồ, an xin mà cũng có xe gì á. Lấy cái xe á. Sao đây? Thằng Vinh nhìn lợn, nó lấy cái bút của em, không nó còn bỏ ra nên nó đứng như này. Ừ, thằng này láo nhỉ. Được, dẫn anh lên chỗ đây. Anh Thái ơi, không phải chết chắc rồi anh Thái, tao cũng ôi trời ơi. Thơm thế. Hằng em ăn mì không? Em ăn rồi, chị ăn đi. Ừ. Úi giời, sợi mì dài thế nhở. Nhưng mà cái này nó vẫn dài hàng ạ. Cái này chị có luôn á. Anh ngắm chưa?